Thời điểm đám tà hồn sứ đóng quân khu vực trung tâm sông Giang Trường Bồng, nhìn thấy chi làng quang mang kim loại điên cuồng tàn phá bừa bãi nơi xa. Trong lúc nhất thời, còi báo động chói tai điên cuồng vang lên trong quân doanh của đế quốc Nhật Nguyệt. Một cái là một cái pháp trận phòng ngự liên kết phòng trận địa kia hồn đạo khí phòng ngự được cấp tốc mở ra. Trong trời đêm, những pháp trận phòng ngự liên kết quân đoàn phá lệ rõ ràng. Giáo chủ Thánh Linh giáo Trung Lio lúc này cũng đã từ bên trong lều vải của mình chạy ra, nhìn thấy phương xa dâng lên cường quang, hắn cũng không nhịn được mà giật nảy cả mình. Chuyện gì, hướng kia là địa phương gì? Trung Liêu quát lớn. Tà hồn sư là phi thường đoàn kết, đông đảo tà hồn sư lập tức hướng về Trung Liêu tụ tập tới. Vũ Hạo đại khái đến một chút, chính là tà hồn sư hết thể có hơn 40 người, trừ Phong Hào Đố La bên ngoài, còn lại đều có tu vi hồn đế trở lên. Đường Nhã tự nhiên cũng từ bên trong doanh trướng đi tới, sắc mặt của nàng vẫn như cũ đạm mạc, cũng bình thường cũng không có gì khác biệt. Hạt hổ Đố La trương băng lên ở cùng bên người của nàng, sắc mặt kinh ngạc kia vừa lộ ra 10 phần âm trầm. Trung Liêu 10 phần tỉnh táo trầm giọng nói, địch tập kích, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị phòng ngự, không có lệnh của ta không thể nào tách ra. Nơi xa tiếng la giết đột nhiên vang lên, bầu trời phương hướng và thiên linh thành ở trong khoảng khắc vậy mà toàn bộ đều phát sáng, vô số hào quang trên người hồn sư tả mát xa chiếu sáng chân trời, khiến cho bầu trời phương xa phảng phất biến thành huyết thải thế giới. Đó là Trung Liêu giật nảy cả mình. Chỉ riêng từ hiệu quả thị giác mà xem, số lượng hồn sư bay ở trong không trung chỉ là vượt qua 3.000 tên, cơ hồ chỉ là toàn bộ chủ lực có thể sử dụng hồn đạo khí phi hành của đế quốc thiên hồn. Chẳng lẽ nói đế quốc thiên hồn muốn được ăn cả ngã về không hay sao? Tam trưởng lão bước nhanh tới trước mặt của Trung Liêu thấp giọng nói, giáo chủ, phương hướng bao tạc hẳn là vị trí đóng quân của đệ nhị hồn đạo sơ đoàn. Từ lực bao tạc cùng với sao động hồn lực ở trong không khí mà xem, rất có thể chỉ là một viên định trang hồn bảo đạn pháo cấp 9. Trung Liêu vừa sợ vừa giận mà nói, cái gì định trang hồn bảo đạn cấp 9? Không phải chỉ đế quốc Nhật Nguyệt mới có loại đồ vật uy lực khủng bố này sao? Bên phía đế quốc thiên hồn vì sao lại có? Coi như bọn hắn có được thì thế nào đem định trang hồn bảo đạn cấp 9 đặt vào trong quân doanh chúng ta? Hồn đạo khí thăm chắc đều dùng làm cái gì đây? Cái nghi vấn này của hắn, đám tà hồn sư bên cạnh tự nhiên không cách nào trả lời. Vũ Hạo lúc này giống như Nam Cung Hoàn, đều đứng trong đám tà hồn sư. Sự chú ý của hắn lại toàn bộ đều ở trên người Đường Nhã, hắn đang chờ đợi cơ hội. Mà cơ hội này từ trận đại bạo tạc của một đế quốc thiên hồn nơi xa nhìn như toàn diệt phát động thế công tạo thành. Quân đội đế quốc Nhật Nguyệt phản ứng rất nhanh, mặc dù đại bạo tạc khiến cho người ta trở tay không kịp, thế nhưng trong lúc kim loại phong bao tàn phá bừa bãi, quân doanh đã toàn bộ bắt đầu chuyển động, từng đầu mệnh lệnh không ngừng hạ đạt. Lâm Hải thật là nguyên soái đã tiến vào soái trướng bắt đầu chỉ huy đại quân. Bốn trận địa hồn đạo xưa còn lại đều không chịu ảnh hưởng, pháp trận phòng ngự liên kết mở ra, đồng thời hồn đạo khí liên kết cùng kinh cũng đã bắt đầu nạp năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc trước đế quốc Nhật Nguyệt ở đây kiến tạo doanh địa chính là làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài, cách thiên linh thành ở bên kia đến gần trăm dặm, trước mắt chỉ có một chút định trang hồn bảo đạn cấp 9 cực kỳ đặc thù có khoảng cách công kích đạt tới trăm dặm, cho nên ở khoảng cách này cho dù là liên kết công kích pháp trận cũng không có cách nào đạt tới. Bọn hắn cũng muốn đợi đến sau khi cường giả đế quốc thiên hồn tiến vào tầm bắn mới có thể đánh trả. Quốc sư đại nhân, Lâm Hải nguyên soái mời người vào soái trướng nghị sự. Một truyền lệnh binh từ đằng xa cấp tốc chạy tới cao giọng nói. Trung Liêu nhẹ nhàng gật đầu sẽ nói, nhóm cung phụng hộ tống ta tới, những người khác ở lưu ở đây, không nên tùy tiện tách ra. Vâng, các tà hồn sư đồng thời khom người đáp lại. Trung Liêu mang theo 6 vị cung phụng, bao gồm hạt hổ Đố La cấp tốc hướng về soái trướng mà đi. Các tà hồn sư khác thì là toàn bộ đều lưu lại, trong đó cũng bao quát cả Đường Nhã. Mắt thấy Trung Liêu cũng không đem Đường Nhã mang đi, Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm cực kỳ, cơ hồ xem như là liền sắp được. Trước mắt tà hồn xưa còn lại còn có hơn 30 người, trong những người này tính cả Vũ Hạo giả dạng, Phong Hào Đố La có 4 người, hắn Nam Cung Hoán, Tam Trưởng Lão cùng với Tứ Trưởng Lão. Nói một cách khác, trên thực tế địch nhân chân chính chỉ có Tam Trưởng Lão cùng với Tứ Trưởng Lão 2 người mà thôi. Trong đám tà hồn xưa còn lại, rất có thể Đường Nhã thật là thánh nước có thực lực mạnh nhất, tu vi cấp bậc hồn Đố La mặc dù cũng có mấy người thế nhưng số lượng liền ít đi rất nhiều. Phương hướng bầu trời thiên linh thành, tiếng la hét đình tài nhức óc vang lên, dường như không chỉ là trong bầu trời có đại lượng hồn sư xuất động, đại quân mặt đất cũng thể xuất. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao đế quốc thiên hồn chọn ban đêm phát động thế công toàn diện. Ban đêm căn bản bất lợi cho hành quân, hơn nữa bên phía đế quốc Nhật Nguyệt có vài cái chân địa hồn đạo khí, lực lượng công kích của chúng cho dù là Phong Hào Đố La xông lại cũng chỉ có thể chịu chết, không dựa vào thiên linh thành tiến hành phòng ngự, đế quốc thiên hồn không biết phải lấp vào bao nhiêu nhân mạng mới có cơ hội xông tới phía trước. Có điều cho dù như thế, đế quốc Nhật Nguyệt cũng không dám có một chút chủ quan. Đại nhi hồn đạo sư đoàn bên này nổ tung đủ để khiến cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Đế quốc thiên hồn đã có thể làm được một điểm này, còn có chuyện gì làm không được đây?
Vũ Hạo hướng về Nam Cung Oản liếc mắt ra hiệu, Nam Cung Oản hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu. Người khác không biết nơi xa đại bảo tạc là cái gì, Nam Cung Oản lại mơ hồ lờ đoán được. Hắn duy nhất không rõ chính là Vũ Hạo là như thế nào đem viên đinh trang của bà đàn pháo này đặt ở trong quân xanh để nhị hồn đạo sơ đoàn. Một tia linh hồn lực lượng lặng yên bay tới phía trên người của Vua Hạo, dung nhập vào thân thể của hắn. Linh hồn chỉ lực vô hình vô tướng, hắn căn bản là không sợ bị người khác phát hiện. Thu hồi một tia linh hồn, Vua Hạo lúc này cũng mừng rỡ, hộ cháo liên kết phòng ngự giúp hắn đại ân. Một tia linh hồn này sau khi xông vào bên trong không trung, hủy diệt phong bạo liền bạo tạc, mà Quách Nô hạ lệnh mở ra hộ cháo liên kết phòng ngự ngăn trở. Lúc này bạo tạc thứ nhất, linh hồn lực lượng của Vua Hạo cũng thừa dịp cơ hội đó trốn xa mà về. Nhị ca, ta trở về lấy một chút đồ vật, lập tức liền trở lại. Vũ Hạo hướng về Nam Cung Oản nói. Nam Cung Oản nhẹ nhàng gật đầu sẽ nói, đi đi, nhanh nhanh rồi về. Vũ Hạo lúc này đáp ứng một tiếng, lập tức xoay người hướng vào doanh trướng của mình đi đến. Ở đây chỉ có bọn hắn tứ đại trưởng lão cầm đầu. Mặc dù nói Trung Ly Ô vừa rồi phân phó để một đám tàu sửa ở chỗ đây, thế nhưng cũng không có tuyệt đối không thể rời khỏi. Giả Diện Đấu La thân là trưởng lão, tự nhiên sẽ không có người cản cho hắn. Quan hệ giữa các trưởng lão cùng với cung phụng khác biệt. Cung phụng có tà hồn sư, có ngoại lai hồn sư cường đại, mặc dù đều vì cao thượng, thế nhưng quan hệ dẫn nhau lại cũng không mật thiết cho lắm. Mà các trưởng lão liền khác biệt, bọn hắn cơ hồ đều trong thánh linh giáo trưởng thành, cùng một chỗ đều trên hàng chục hàng trăm năm thời gian, cho nên quan hệ đều rất tốt. Giả Diện Đấu La tinh tướng tương đối là không hợp quần, thế nhưng cùng với các trưởng lão khác nhóm cũng đã có đều không có trở ngại, cho nên tam trưởng lão tứ trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì cả. Vũ Hạo lững thững trở về trường búng bản thân rất nhanh liền trở lại. Nam Cung Oản nhìn về phía hắn khẽ khàng gật đầu, mà những người khác đều không chú ý tới hắn bên này. Binh sĩ trong quân doanh đế quốc Nhật Nguyệt lúc này đã hoàn toàn hành động. Quân đội lúc này phi tốc điều động, từng đầu quân lệnh không ngừng từ bên trong xoáy trướng truyền ra. Không chỉ ở trong hồn đạo trận địa, trong không trung cũng bắt đầu xuất hiện hồn đạo sư. Mặc dù về số lượng mà xem phải so với đế quốc thiên hồn bên kia ít đi rất nhiều, nhưng ai cũng biết trên chiến trường, hồn đạo sư so với hồn xưa có ưu thế nhiều hơn. Bằng vào hồn đạo khí liên kết, bản thân bọn hắn chính là một cái chỉnh thể. Hủy diệt phong bạo bên kia nổ tung lúc này cũng đã dần dần thu liễm, lực bao tạc khủng bố cơ hồ bao quát vượt qua 1/4 diện tích quân doanh. Tuy nói chỉ khu vực trung tâm bao tạc tổn thất nặng nề, nhưng lần bao tạc này cũng mang đến hỗn loạn cực lớn cùng với khủng hoảng trong quân doanh. Xoay trướng bên đó chẳng những phải chỉ huy quân đội chuẩn bị nghênh địch, có phải trấn an quân sĩ, đồng thời chăm sóc người bị thương. Trong lúc nhất thời trong doanh trại đều lộ ra có một chút hỗn loạn. Tam trưởng lão cau mày rồi nói, thật là kỳ quái, vì sao lại có đinh trang hồn bạo đạn cấp 9 bao tạc trong quân doanh của chúng ta? Tứ trưởng lão nói, có thể bởi vì sai lầm mà dẫn bạo hay không? Tam trưởng lão lắc đầu khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi nói, không có hỏng thức thật là đáng sợ, loại cấp bậc đệ nhị hồn đạo sư đoàn căn bản ngay cả đinh trang hồn bạo đạn vào cấp 9 đều không có, thế nào dẫn bạo? Cho dù là quân doanh hồn đạo sư của thú vương cấp, nhưng nhất cũng chỉ là phân phối một viên, còn tiến hành bảo hộ nghiêm mật, trước mắt trong đại danh của chúng ta lại một viên đều không có. Hàng tuần của hai chi quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương đều trong trận chiến trước đó dùng xong. Tứ trưởng lão nghi ngờ sẽ nói, vậy là chuyện gì? Chẳng lẽ nói đại danh phòng hộ nghiêm mật như vậy lại còn có gian tế có thể tiến vào? Ta tự hỏi bản thân cũng không có bản sự này. Nam Cung Oản lúc này hợp thời trả lời sẽ nói, lần trước ta cùng với lão thất đi đến đế quốc thiên hồn dạo qua một vòng, phát hiện ra có người của viện xử lý khác xuất hiện, có thể là bọn hắn động tay chân hay không. Lần này xem ra tổn thất tương đối lớn, một chi quân đoàn hồn đạo sư liền không còn, còn không nói binh lính bình thường tổn thất. Tam trưởng lão cau mày sẽ nói, đúng vậy, đáng tiếc giáo chủ không thể nào để chúng ta ra ngoài hành động, nếu không thì ta ngược lại là muốn đi nhìn xem đến tuột cùng là chủng loại đinh trang hồn bạo đạn pháo gì. Nam Cung Oản nói, giáo chủ cũng vì chúng ta tốt thôi, vì an nguy của mọi người, ngươi liền ít nói phải lờ đi. Tam trưởng lão liếc nhìn tàu sư xung quanh một cái, trừ Đường Nhã ra, những người khác nhìn thấy ánh mắt của hắn đều không hẹn mà cúi đầu. Vũ Hạo nói, nhị ca, nếu không ta đi xoáy trướng nhìn xem, ta không muốn đi nhìn xem đến tuột cùng là cái tình huống gì vậy. Nam Cung Oản nói, vậy ngươi đi đi, có điều một lát giáo chủ tâm tình đoán chừng sẽ không quá tốt, ngươi cẩn thận một chút. Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, hướng về xoáy trướng đi đến. Bọn hắn những tàu hồn sư này, nhất là cấp bậc phong hào đô la, trong quân xanh đế quốc Nhật Nguyệt có địa vị siêu phàm, cho dù bây giờ trong đại xanh đa giới nghiêm cũng không ai dám cản trở bọn hắn. Nhìn lấy Vũ Hạo, tam trưởng lão nhìn không được rồi nói, giả diện tiểu tử này mấy ngày nay bình thường hơn nhiều, ta cảm thấy so với dĩ vãng thoải mái một chút. Nghe nói ngày đó hắn bị giáo chủ răng dạy qua, mấy ngày đều không có tai họa qua nữ nhân. Nam Cung Oản cười ha ha một tiếng rồi nói, hắn cũng sợ giáo chủ trách tội đi. Tam trưởng lão hừ một tiếng rồi nói, hắn mà biết sợ, giáo chủ nói thật xấu của hắn cũng không phải một hai lần, xem ra lần này chính là giáo chủ hướng hắn hứa hẹn cái gì mới đúng. Nhị ca, người biết hay không? Nam Cung Oản lắc đầu rồi nói, ta cũng không biết, ngươi phải đi hỏi hắn hoặc là giáo chủ mới biết được, hắn bình thường một chút cũng là chuyện tốt. Tứ trưởng lão ha ha cười sẽ nói,
Đúng vậy huynh đệ chúng ta, liên chỉ có tiểu tử này không bình thường nhất, mỗi ngày đều sống bên trong thế giới của mình, bình thường một chút cũng tốt, huynh đệ đồng lòng tát biển đông cũng can. Ha ha, trong lúc hắn bật cười đột nhiên, tam trưởng lão nhíu mày sẽ nói, ta thế nào cảm thấy có chút lạnh, thời tiết cũng muốn thay đổi rồi sao? Nam Công Hoàn nghi ngờ nhìn về phía hắn sẽ nói, ngươi già rồi sao, đã cảm thấy lạnh rồi, ta thế nào không có cảm thấy. Phanh một tiếng, không bất kỳ báo hiệu, thân thể của Nam Công Hoàn bỗng nhiên cứng đờ, một tiếng oanh minh sau lưng hắn vang lên, ngay sau đó, cả người của hắn liền như đạn bạo là hướng về tường xào bay ra ngoài. Trong quá trình bay đi còn đụng bay ra 4-5 tên hợp tàu hồn sư tu vi yếu kém. Những tàu hồn sư này từng người kêu thảm phun máu bay ra, thân thể đã bị va chạm vặn vẹo, mắt thấy không sống nổi. Nhị ca, tam trưởng lão lúc cũng là tứ trưởng lão đều chấn kinh, biến hóa đến quá đột ngột, một đạo thân ảnh màu xanh có một chút mơ hồ là lập tức xuất hiện bên người của tam trưởng lão, khí tức sắc bén vô cùng bỗng nhiên giáng lâm, tam trưởng lão cả kinh thất sắc, hắn tự phụ thực lực cường đại thế nhưng địch nhân thả ra dao động hồn lực vậy mà chèn ép hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, vô thức vỗ vỗ tay, hồn đạo hộ cháo cấp 9 vô địch hộ cháo lúc này mở ra. Trong tiếng nổ kịch liệt, hồn đạo hộ cháo cấp 9 quán lại bị xé rách, kim quang ở trên vô địch hộ cháo không ngừng chớp động, vậy mà cũng có dấu hiệu phá toái. Vấn đề lớn nhất của vô địch hộ cháo chính là chỉ có thể chế tác ra đến cấp 7, trong tay tu vi hồn sư khá thâm sử dụng hiệu quả cực tốt, nhưng từ phong hào đố la cường giả đều dùng, liền muốn kém một chút. Thanh sắc thân ảnh kia cũng đã xuất hiện ra, chính là Tống lão. Tống lão một kích đánh tan phòng ngự bên ngoài của tam trưởng lão, xuất thủ như điên. Lúc này vô số thanh quang lúc này đã đem tam trưởng lão bao phủ bên trong đó. Một bên khác, kim sắc quang diêm trái mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếng phượng hót trầm thấp vang lên. Tứ trưởng lão đã bị một chùm một đoàn quang minh hỏa diễm bao phủ, u minh kiếm của hắn tung bay ngược xuôi, thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng liên tục bại lui. Lần lượt từng thân ảnh cơ hồ không phân trước sau từ xung quanh xuất hiện, cấp tốc cùng kích về phía tàu sơ bị kinh ngạc đến ngây người. Những người này xuất hiện quả thật quá đột ngột, đến mức vừa lên đến liền có 6-7 tên tàu sơ nhận trọng thương, lại thêm Nam Cung Hoàn đụng bay 6-7 người, tàu hồn sư ở đây bỗng chốc liền thiếu đi 1/3 số lượng. Bao khởi tập kích chính là mọi người học viện xử lý khác. Trong kế hoạch của Vũ Hào, chiến thuật nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất kết thúc. Vừa rồi Vũ Hào trở về doanh trướng của bản thân, chỉ là đem mọi người xử lý khác dẫn ra. Giáo chủ Thánh Linh Giáo mang theo lục đại cung phụng đến xoài trường bên đó. Bên này tàu hồn sư thực lực tổng hợp liền suy yếu rất nhiều, cơ hội này Vũ Hào như thế nào từ bỏ. Đế quân thiên hồn bên đó thế công hoàn toàn là đánh nghi binh, bọn hắn căn bản là cũng không có sự định của một trận địa hồn đạo khí của đế quân Nhật Nguyệt cứng đối cứng, cũng là Vũ Hào thương lượng với bọn họ thời gian phát động. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Vũ Hào nói cho công chúa Suy Na, đêm nay phát động ra có hai cái điểm mấu chốt, một là ước định cẩn thận thời gian, một cái khác chính là phải chờ bọn hắn nhìn thấy ở bên phía đế quốc Nhật Nguyệt phát sinh ra đại bảo tàng xuất hiện hỗn loạn. Thời điểm hai điểm mấu chốt này đều xuất hiện, bọn hắn ở bên đó mới triển khai ra đánh nghi binh. Nếu như bên này bảo tàng chưa từng xuất hiện, đánh nghi binh liền hủy bỏ. Kế hoạch so với trong dự đoán của còn muốn thuận lợi hơn, đế quốc thiên hồn ở bên đó nhìn thấy ở trong quân doanh đế quốc Nhật Nguyệt vậy mà sinh ra bảo tàng kịch liệt như thế, cũng vui mừng quá đỗi, thậm chí có một chút cao tầng đều cho rằng hắn là nhân cơ hội này toàn diện phát động ra thế công mới đúng, thế nhưng lại bị Suy Na cầm đầu đế quốc thiên hồn cao tầng cự tuyệt. Dưới điều kiện tiên quyết không có tuyệt đối nắm chắc, đế quốc thiên hồn tuyệt đối sẽ không phát động tổng tiến công, bởi vì bọn hắn đã tổn thất không nổi. Nhóm quân đội bên ngoài Thiên Linh Thành đã là lực lượng đế quốc thiên hồn cuối cùng có thể tụ tập lại, một khi những lực lượng này tổn thất, đế quốc thiên hồn rất có thể không thể nào hồi phục lại nguyên khí. Vũ Hào thông qua hồn kỹ mô phỏng đem tất cả mọi người mang sao trường bóng của bản thân, được hồn kỹ mô phỏng cùng với tinh thần lực lượng cường đại che giấu, ngay cả tam trưởng lão tứ trưởng lão phong hào đố la cũng không phát hiện ra mánh khóe. Đương nhiên còn có một cái tiền đề, chỉ là tác dụng của Nam Cung Hoàn. Thời điểm Nam Cung Hoàn cùng bọn hắn nói chuyện, lặng lẽ xuất ra hồn lực của bản thân, hình thành một tầm bình chướng sau lưng, tận khả năng ngăn cách bọn hắn cảm ứng xung quanh, mới để mọi người ở bên phía học viện xử lý khác phát động, sinh ra hiệu quả tập kích. Vũ Hạo làm cái gì đây? Hắn có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Xoay trướng bên đó tụ tập cao tầng của đại danh đế quốc Nhật Nguyệt cùng với lực lượng cường đại nhất của Thánh Linh Giáo. Bên này động thủ khoảng cách xoay trướng lại không xa. Một khi giáo chủ Thánh Linh Giáo phát hiện ra không ổn chạy đến cứu viện, kế hoạch của bản hắn rất có thể liền sẽ phí công nhọc sức, hơn nữa còn có nguy hiểm tới tính mạng.